Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống của công nhân lao động. Theo báo cáo kinh tế vĩ mô quý 2 năm 2019 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, tính chung 6 tháng đầu năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 2,64% do tác động tiêu cực của dịch tả lợn châu Phi, điều chỉnh giá điện, tăng giá sách giáo khoa và thực hiện lộ trình tăng trần học phí đại học và sau đại học. Cũng theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, trong 6 tháng đầu năm, ngành nông lâm ngư nghiệp tăng trưởng khá ảm đạm, chỉ đạt 2,39%, dịch vụ tăng trưởng 6,69%, công nghiệp xây dựng tăng trưởng ở mức 8,93%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tiêu thụ và chỉ số sản xuất đều tăng nhẹ, trong khi tồn kho lại tăng lên tới 16,1%, gây nguy cơ xảy ra đình trệ sản xuất tạm thời, doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất. Cán cân thương mại hàng hóa trong quý 2 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 6 tháng đầu năm, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 27,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,4%. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 36,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8%. Thống kê từ Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, sau 9 năm thực hiện, toàn tỉnh đã huy động được hơn 46.600 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động khai thác, huy động các nguồn nội lực trong nhân dân như góp công lao động, hiến đất, vật liệu, đóng góp trực tiếp, huy động con em xa quê để xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn trên, toàn tỉnh đã đầu tư xây mới và nâng cấp cải tạo hơn 9.300 km đường giao thông nông thôn, gần 2.000 km đường giao thông nội đồng, hơn 2.500 km kênh mương, 617 công trình thủy lợi, 12.700 phòng học, hệ thống trạm biến áp, chợ nông thôn, nhà văn hóa và khu thể thao xã, trạm y tế và các công trình cấp nước sinh hoạt. Nhân dân các địa phương cũng tự chỉnh trang, đầu tư xây mới trên 102.500 nhà ở dân cư, góp phần tạo diện mạo mới cho các vùng quê. Thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu và hướng tới xây dựng nghề cá bền vững. Tổng cục Thủy sản và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam khuyến cáo các ngư dân thực hiện các quy định trước khi ra khơi. Theo đó, mỗi chủ tàu và ngư dân ra khơi cần thực hiện các quy định sau: phải có giấy phép khai thác thủy sản cho cờ Việt Nam khi hoạt động, không vi phạm về khai thác bất hợp pháp, tham gia cứu hộ, bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, phải thông báo cho cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi cập cảng. Tàu cá khai thác ngoài vùng biển Việt Nam phải có mã số của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và có văn bản chấp thuận hoặc giấy phép của Tổng cục Thủy sản. Đặc biệt, tàu từ 12 mét trở lên phải ghi nhật ký khai thác và nộp theo quy định. Tàu từ 15 mét trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Thiết bị hoạt động liên tục 24/24 giờ sau khi rời cảng, kết nối với hệ thống giám sát tàu cá tại Trung ương và 28 tỉnh ven biển. Thiết bị tự động truyền qua hệ thống vệ tinh tối thiểu 2 giờ một lần. Đối với tàu 24 mét trở lên, 3 giờ một lần đối với các tàu có chiều dài từ 15 đến 24 mét qua vệ tinh, thông tin di động GMS hoặc thông tin mặt đất. Nhiệm kỳ 2014-2019 là nhiệm kỳ đầu tiên Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo quyết định số 217 và quyết định số 218 ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị. Mặc dù là một hoạt động mới, một lĩnh vực công tác chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, góp phần nâng cao vị thế vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Giám sát việc bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trang trại, gia trại. Giám sát việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giám sát việc huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng nông thôn mới, hay việc giám sát hoạt động đầu tư xây dựng các công trình của thôn, xã, đều là những hoạt động thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Nga Sơn. Thông qua hoạt động giám sát và phản biện đã góp phần giải quyết những vấn đề băn khoăn, bức xúc trong nhân dân, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời điều chỉnh các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội phù hợp. Nga Liên thì địa bàn thường xuyên là tổ chức đang làm thi công các cái công trình, mặc dù đã có các cái tư vấn giám sát, nhưng bên cạnh đó cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc đã thành lập nên ban giám sát cộng đồng và cái thanh tra nhân dân thì tăng cái vai trò như vậy để đôn đốc nhắc nhở các nhà thầu cũng như là các cái công phần việc mà tư vấn giám sát họ đang thực hiện là tốt hơn nữa. Thông qua cái việc tổ chức giám sát ấy, thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra nhiều các cái vấn đề sai phạm
những cái tồn tại hạn chế trong quá trình quản lý nhà nước về các cái vấn đề trên. Trong đó thì chúng tôi cũng đã kiến nghị 56 vấn đề gửi đến các cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan. Thì nhìn chung là những cái kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc thì cũng được các cơ quan tiếp thu và khắc phục sửa chữa kịp thời. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội cung cấp lựa chọn nội dung mà nhân dân quan tâm, bức xúc để xây dựng chương trình giám sát phản biện xã hội. Kết quả, trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì giám sát được trên 3.400 cuộc. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ trì tổ chức 44 cuộc giám sát độc lập với nhiều nội dung bức xúc, nổi cộm mà nhân dân và cử tri trong tỉnh quan tâm. Đặc biệt, các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận Tổ quốc đã được chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu và giải quyết triệt để. Sau giám sát thì cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các cái vi phạm, các cái hộ kinh doanh, các cái tổ chức cá nhân vi phạm. Thứ hai nữa là thông tin trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, từ xã xuống đến thôn, các hộ, các doanh nghiệp đã vi phạm, để từ đó là nhân dân người ta nâng cao nhận thức và cái cảnh giác. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc cũng đã thực hiện 800 phản biện xã hội, đơn cử như phản biện dự thảo quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh, dự thảo tờ giá dịch vụ công ích thủy lợi và giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh, dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành mức giá tối đa với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2019-2025. Thông qua hoạt động phản biện đã góp phần nâng cao chất lượng các công trình, đề án, quy hoạch, những chính sách của tỉnh và của các địa phương. Đây là nhiệm vụ mới và khó, nhưng với sự cố gắng nỗ lực vươn lên với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thì hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 12 hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo các dự án luật, các cơ chế chính sách của tỉnh. Thực tiễn cho thấy, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình của địa phương có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân. Qua đó, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình này trước khi ban hành, tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức và thống nhất về hành động của các tầng lớp nhân dân. Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vừa được chính thức công bố. Theo đó, tính đến 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số ở nước ta chính thức cán mốc trên 96,2 triệu người, trở thành quốc gia đông dân thứ 3 trong Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Dân số Việt Nam đã tăng thêm 10,4 triệu người trong 10 năm trở lại đây. Tốc độ này đã chậm lại so với giai đoạn 10 năm trước. Xét về quy mô dân số trên giới tính, nam giới hiện chiếm 49,8%, nữ giới chiếm 50,2%. Trong 10 năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương, tác động làm gia tăng dân số ở khu vực thành thị. Hiện dân số thành thị đã chiếm 34,4%. Đối với kết quả điều tra nhà ở, trung bình cứ 10.000 hộ dân cư có khoảng 1,8 hộ không có nhà ở. Hiện vẫn còn khoảng 5 triệu người phải sống trong điều kiện nhà ở đơn sơ tạm bợ. 6 tháng đầu năm 2019, cả nước đã có khoảng 71.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Số ca bệnh cần phải điều trị ngoại trú lẫn nhập viện đều gia tăng đáng kể. Đáng lo ngại là nhiều trường hợp bị nặng và tử vong. Theo thống kê, tại 20 tỉnh thuộc khu vực phía Nam đã có gần 50.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết và có 6 trường hợp tử vong. Tại phía Bắc, dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu lan nhanh tại một số quận phía Tây Hà Nội. Thời tiết bất thường cùng với sự chủ quan trong phòng chống bệnh và tình trạng người lao động di cư từ vùng xảy ra bệnh tăng cao đã tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Hồng Đức vừa phối hợp với huyện Bá Thước tổ chức khai giảng lớp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp lưu trú homestay theo mô hình chuẩn quốc tế giai đoạn 2017-2020.
Trong thời gian học tập 5 ngày từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7, 40 học viên là các hộ gia đình làm dịch vụ du lịch cộng đồng, lưu trú nghỉ dưỡng, homestay trên địa bàn 4 xã Cổ Lũng, Lũng Cao, Thành Sơn, Thành Lâm, được giảng viên khoa kinh tế quản trị kinh doanh và khoa học xã hội Trường Đại Hồng Đức truyền đạt các nội dung, cách thức marketing trong kinh doanh du lịch cộng đồng, xây dựng chiến lược kinh doanh lưu trú và homestay bền vững, xây dựng mô hình kinh doanh du lịch cộng đồng bền vững, kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong đón tiếp khách du lịch, nghiệp vụ thực hành, vận hành nhà nghỉ và homestay theo mô hình chuẩn quốc tế, tạo dựng mối liên kết trong khai thác và kinh doanh du lịch cộng đồng, văn hóa, kinh doanh lưu trú, homestay. Cũng trong chương trình đào tạo, các học viên sẽ được tham quan thực tế các mô hình kinh doanh du lịch cộng đồng, homestay trên địa bàn các xã và được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Đây là dịp để các doanh nghiệp và hộ gia đình kinh doanh dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, homestay, nâng cao kiến thức quản trị, đồng thời hướng tới phát triển bền vững loại hình du lịch sinh thái cộng đồng, lưu trú nghỉ dưỡng, homestay ở huyện miền núi Bá Thước. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng như hiện nay đang tác động lớn đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều người dân, đặc biệt là với những công nhân lao động thu nhập thấp. Việc phải sống trong những khu nhà trọ chật hẹp, bí bách, nóng đực đang khiến cuộc sống của họ càng thêm cực nhọc. Để tiện việc đi làm và chăm con, chị Nguyễn Thị Thủy, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn giày Sunjet Việt Nam, đành phải đưa cậu con trai 6 tháng tuổi từ quê lên ở trọ cùng mẹ. Thế nhưng, không gian chật chội, bức bối của phòng trọ đang khiến cuộc sống sinh hoạt của 3 người trong gia đình chị vô cùng vất vả, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng cao điểm. Đây là đúng thật sự cảnh là đi làm thuê thì xa nhà thì đôi khi đúng là hắn chật chội. Quần nhũa thì quá chặt thì mình ở nhà thì mình người lớn thì mình ở sao cũng được. Do đồng lương eo hẹp, rất nhiều công nhân phải ở trọ trong những căn phòng giá rẻ. Diện tích chật hẹp, thiếu tiện nghi sinh hoạt, cộng thêm sức nóng từ mái tôn hoặc fibro xi măng hắt xuống càng khiến nhiệt độ trong các phòng trọ tăng cao. Chung là ở phòng trọ thì hơn cũng chả giống ở nhà nên rất nóng. Đi làm về nóng nực, chật chội. Khó chịu, thời tiết nóng quá nên là bật bếp lên càng nóng. Giữa những ngày nắng nóng cao độ, công nhân lao động ở các khu nhà trọ giá rẻ vẫn đang phải gồng mình chống chọi để vượt qua cái nóng. Thế nhưng, nhiều công nhân thuê trọ cũng chỉ dám giải nhiệt bằng chiếc quạt điện. Bởi nếu sử dụng thêm các thiết bị điện để làm mát thì tiền điện sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc họ phải giảm các khoản khác để cân đối chi tiêu. Đây thực sự là điều rất đáng lo ngại, bởi về lâu dài, điều này sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe và năng suất lao động của hàng nghìn công nhân đang ở trong các khu nhà trọ giá rẻ trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây trong văn bản gửi Thủ tướng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 26 tỷ đô la Mỹ áp dụng cho đường sắt tốc độ 200 km/h. Trong khi trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phương án tàu tốc độ 350 km/h với tổng vốn 58,7 tỷ đô la Mỹ. Điều này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Lý giải về sự chênh lệch này, bài viết trên báo VN Express dẫn ý kiến của công ty TD là đơn vị tư vấn về đường sắt Bắc Nam của Bộ Giao thông Vận tải cho rằng tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là không có cơ sở. Cụ thể, chi phí xây lắp đường sắt tốc độ 200 km/h giảm so với đường sắt tốc độ 350 km/h là 10%. Chi phí thiết bị giảm 26%. Các hệ thống thông tin tín hiệu, thiết bị phụ trợ có mức đầu tư cơ bản như nhau. Do đó, không thể có việc tổng mức đầu tư giảm hơn một nửa nếu xây dựng đường sắt Bắc Nam tốc độ 200 km/h. Ngoài ra, đường sắt tốc độ cao phù hợp cho các quãng đường từ 300 đến 800 km. Nếu tàu Bắc Nam chạy tốc độ 200 km/h thì sẽ không thể cạnh tranh được với hàng không và các phương tiện khác. Tuy nhiên, phản bác lại những lý giải trên, bài viết trên báo Vietnamnet lại cho rằng mức đầu tư 26 tỷ đô la Mỹ cho đường sắt Hà Nội Sài Gòn tốc độ 200 km/h của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là vẫn còn cao. Nếu cho các công ty tư nhân Việt Nam tính toán đầu tư, thì con số có thể sẽ về dưới 20 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, tuyến đường có vận tốc 350 km/h hiện nay của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất không chuyên chở được hàng hóa, thì bị loại hoàn toàn ra khỏi mọi xem xét. Bởi vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách là hai chức năng quan trọng của giao thông đường sắt. Ngoài ra, theo bài viết, việc xây dựng đường sắt Bắc Nam tốc độ 200 km/h là phương án duy nhất đúng cho Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Bài viết đường sắt tốc độ cao cần hiệu quả nhất chứ không cần nhanh nhất trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn ý kiến chuyên gia kinh tế Phạm Trị Lan cũng cho rằng đường sắt tốc độ cao Việt Nam ở tốc độ nào hợp lý hiệu quả nhất chứ không cần nhanh nhất. Các nước hiện đại mà còn thấy tàu chạy hơn 350 km/h không hiệu quả phải chuyển xuống loại tàu 200 km/h thì huống chi Việt Nam chưa vận hành tuyến đường sắt cao tốc nào mà đã bảo lạc hậu. Bài viết dẫn ví dụ về đường sắt cao tốc của Nhật Bản mới ban đầu cải tạo từ hệ thống đường sắt cũ tốc độ 200 km/h nhưng chủ yếu chạy từ 80 km/h đến dưới 150 km/h để đảm bảo an toàn. Và mãi đến hiện nay Nhật Bản mới thương mại hóa, xây dựng đường riêng với tốc độ hơn 500 km/h. Do đó chúng ta cũng cần có thời gian nghiên cứu vận hành, nếu thấy hiệu quả thì mới nâng tốc độ theo công nghệ mới. Cũng liên quan đến vấn đề này, khi nhìn nhận ở một khía cạnh khác, báo Tuổi Trẻ có bài phân tích về khả năng hiện thực hóa của hai phương án đường sắt cao tốc Bắc Nam mà hai bộ đã đưa ra. Theo đó, việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra phương án 26 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm này đã khiến nhiều người hào hứng bởi nó có tính gợi mở cao. Chúng ta chưa đủ thông tin để đánh giá phương án này có khả thi hay không, nhưng trước hết nó cho chúng ta gợi ý rằng Việt Nam có thể hiện thực hóa ước mơ đường sắt cao tốc với cái giá chấp nhận được. Nhu cầu thì khỏi phải bàn bởi nó đã rõ. Bây giờ là lúc chúng ta phải tìm ra phương án khả thi và hiệu quả nhất phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời có tầm nhìn xa. Đất nước còn nghèo, nợ công vẫn ở mức cao nên phải liệu cơm gắp mắm. Bài viết cũng đưa ra cảnh báo siêu dự án mấy chục tỷ đô la Mỹ mà để đội vốn như chuyện xảy ra với đường sắt Cát Linh Hà Đông thì hiệu quả khôn lường. Liên quan đến vụ việc được báo chí đề cập nhiều trong thời gian gần đây về danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam hay Nữ hoàng thực phẩm Việt Nam, báo Sài Gòn Giải Phóng đã đăng tải bài viết Bệnh sùng bái danh hiệu phải trị từ gốc của tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa. Theo đó, việc xuất hiện các danh hiệu không chỉ là minh chứng cho căn bệnh cuồng và loạn danh hiệu ngày càng nặng, mà còn đặt ra những câu hỏi về việc tùy tiện gắn danh hiệu với danh xưng quốc gia. Do đó, cần phải ra soát chấn chỉnh việc trao tặng danh hiệu, việc vinh danh sao cho những người được tặng xứng đáng là tấm gương để mọi người hướng đến. Từ những vụ việc vừa qua cũng đặt ra câu chuyện về việc sử dụng quản lý như thế nào đối với các biểu tượng, thương hiệu, danh xưng mang tính quốc gia. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, Tổng cục Đường bộ Việt Nam dự kiến tăng bộ câu hỏi thi sát hạch lý thuyết lái xe từ 450 lên 60 câu vào quý 3 năm 2019. Theo đó, bộ 600 câu hỏi sẽ được xây dựng trên cơ sở 450 câu hỏi hiện nay. Các câu hỏi được biên soạn lại ngắn gọn dễ hiểu, điều chỉnh phương án trả lời đúng của từng câu hỏi từ hai phương án xuống còn một phương án. Số lượng câu hỏi trong một đề sát hạch cũng sẽ được tăng thêm. So với trước đây, đề sát hạch tới đây sẽ có nhiều điểm mới. Bên cạnh đó, thời gian sát hạch lý thuyết cũng sẽ được rút ngắn. Theo đó, thời gian làm bài hạng B1 giảm từ 20 phút xuống còn 17 phút. Đáng lưu ý trong số này sẽ có 100 câu hỏi điểm liệt. Nếu đề thi có 30 câu mà học viên làm đúng 29 câu, nhưng sai một câu thuộc câu điểm liệt sẽ bị đánh trượt ngay. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi xảy ra sự cố sạt lở đầu cầu Yên Hòa kết nối giữa đường 53 với tuyến đường bộ ven biển nối tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn có giải pháp khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt. Vào rạng sáng ngày 4 tháng 7 năm 2019, cơn bão số 2 đã gây ra mất điện và mưa lũ lớn từ thượng nguồn đổ về sông Yên Hòa với lưu lượng nước lớn xả trực tiếp vào đường đầu cầu phía nam cầu Yên Hòa. Hậu quả gây ra sụt lún mố cầu với bề rộng hơn 10 mét. Sự cố xảy ra làm hai người thiệt mạng và toàn bộ tuyến 53 nối với tuyến đường bộ ven biển không thể lưu thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp tư vấn thiết kế và đơn vị thi công triển khai công tác khắc phục, đảm bảo giao thông tạm thời như đặt biển cảnh báo khoanh vùng sạt lở để người tham gia giao thông biết và tránh đi vào khu vực đang sụt lún. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khu vực, Ủy ban dân tỉnh đồng ý cho Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn làm chủ đầu tư dự án khắc phục sự cố sạt lở đường đầu cầu phía nam cầu Yên Hòa, đảm bảo công trình thi công theo đúng tiến độ. Cái khắc phục sự cố sụt lún cái đầu cầu Yên Hòa thì sau tuần tới thì chúng tôi đã thuê cái đơn vị tư vấn để thiết kế và sau đó thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh là sẽ chỉ định chọn cái nhà thầu có đủ năng lực và thi công đảm bảo nhanh nhất. Trước mắt thì đã giao cho một cái đơn vị quản lý cái hạ tầng của ban
đảm bảo cái thông suốt cái tuyến đường ven biển. Hiện nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án kỹ thuật, khảo sát hiện trạng để đưa ra giải pháp tối ưu để công trình sớm được thi công, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế tại địa phương. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.